Chào cả nhà. Bữa nay cả nhà ơi, thì đi xuống thăm Bắc Chính, coi mình đi vô chợ coi mình gặp cái gì mua nấy ha. Rồi. Mới gì xuống mua nhà Bắc Chính, đãi Bắc Chính một bữa quá lâu rồi. Mình xin chào cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn. Thì vừa qua trong comment có nói là ghé thăm kêu mình là ghé thăm ông Chính. Thì hôm nay mình sẽ xuống ghé thăm ông Chính. Thì trước khi ghé nhà của ông thì mình sẽ ghé chợ mua một cái món gì đó, rồi cho anh Kẹt hoặc bác Hai nấu. Mình cùng Nhâm Nhi tâm sự với ông Chính. Bây giờ mình đi kiếm cái gì mình mua cho. Mình đi kiếm cái gì mua chú Năm ơi. Thì bác Hai mới vô làm thì cũng chưa có quen, có cái gì cả nhà cũng thông cảm cho bác Hai ha. Bác Hai có đây chú ơi. Đây có hai cá lóc nè. Cái này có cá đồng cái gì vậy? Cá đồng đó, cá đồng gặt luôn đó. Ông Chính cũng lớn tuổi, mình thấy mua cá lóc cũng tiện ha cha. Ăn này đi. Ông Chính thì đại ông Chính cá lóc đây, lóc cầm này, chú Năm. Rồi. Hai con luôn phải không? Bạn chị đem coi cho chị nói cái lóc đồng là chị đảm bảo luôn đó. Đảm bảo luôn hả? Ừ. Lượng cái. Bảo đảm Ai phải không bác Hai? Bác Hai coi được rồi bác Hai. Bác Hai coi nó làm sao bác Hai, nó làm sao mới là cái cá lóc đồng. Dạ. Cái lằn sao bác Hai? Lằn gãy đến này. Đâu có lằn nè đâu. Bác Hai. Đây là cá đồng á. Là một cái bên trắng bên dần nhà. Coi con kia luôn coi. Con nào cũng vậy chân á, bao đó. Rồi. Hên lắm rồi, xuống gặp hai con cá này lụm luôn cả nhà ơi. Với lại giấc này giấc này cũng chiều rồi, 1 giờ mấy rồi. Chắc kiếm mấy món khác chứ không có. Ở mà quên hỏi nhiêu ký chị. Ôi ôi. Đúng cá lóc động mạnh thiệt ha. Cá đồng nó mạnh quá hả chị? Rồi 2 cái 6 yếu thôi, lấy chung 2 cái rưỡi thôi. Ký nhiêu chị? 120 là 300 ngàn. Lâu lâu quay chị lên hình thôi, bán ký 100 được rồi chị ơi. Ha, bớt ký 100 được rồi. 120 nó thiệt hà. Cá nuôi cái này lên giá hào hào đó mà chị có lên giá cá đồng đâu. Nè, chú. Nướng đi. Như 300. Chắc là một con mình hấp. Một con thì nướng. Chứ hai con nướng không ăn ngán lắm. Dạ. Con hấp, một con nướng. Đây có cá điều hồng. Cái mày dinh nữa. Này. Nhà mình cũng xuống tới nhà ông Chính rồi. Cậu cả này khỏe không? Ông Chính mới nói Chính à. Ông Chính ơi. Dạ. Sống ở đây đây. Dạ. Với con cháu rồi cũng khỏe. Thưa ông Chính mới xuống ông Chính ơi. Còn bên cái ghế lấy con ngồi. Dạ thưa ông Chính mới xuống ạ. Ừ. Này chưa hầm nóng nực quá ha ông Chính. Qua hầm. Rồi hôm đó nay có uống thuốc gì không cậu? Có uống mà cũng làm. Ngay ngồi thôi. Mày làm ơn mày chạy vô với tao ca nước dưới luôn. Đây rồi. Chính ăn cơm gì chưa ông Chính? Ăn rồi chứ mơ rồi hồi mày điện đó tao ăn cơm. Thì bây giờ mấy chú cháu cũng có mua hai cá lóc nè. Xuống nhà làm đãi ông Chính ăn bữa. Bây giờ nói thiệt với múc của con cháu tao cũng mừng lắm cũng ham lắm. Mà giờ đi đứng nó khó khăn quá vậy làm. Đồ đạc tao đi vô ngoài thì ai giao nhà không biết cả làng có ông táo gì còn củi còn luốc gì nước màu nước mắm không biết còn chút gì không. Dạ con có chuẩn bị hết rồi Chính, con đem đồ ra theo đó rồi theo chân là được rồi, một cái việc là nấu lửa lên làm. Dạ. Còn tội nghiệp trong bây giờ quá tệ rồi, ngồi đâu đứng đi như mệt đi chút mệt rồi. Cái lò rèn còn nướng đốt lên được không ông Chính? Lò rèn đó giờ còn than nhúm lửa lên được, nhúm lửa lên quay đốt nướng được. Nướng cá lóc không cá lóc? Ừ, có còn than trong bao này nè. Mày dạ. Xuống mày coi làm tao quá chứ tao không biết gì hết. Dạ. Mệt, cho mận chút cái mệt rồi chú ơi. Dạ. Quay qua lại mận chút mệt, không biết gì trên.
Có không? Có nước không? Mà đâu trên đất rồi. Thì do ông Chính dạo này yếu rồi. Đó. Rồi không cái bao than ở trong này nè. Đó. Không có làm lãnh đồ làm nữa. Giờ phía trước của cái lò của ông Chính. Chằng cái chỗ cái ống xuống luôn á anh Kiệt, là mình nhúm ngay chỗ đó, lần chút nữa mình quay cái hơ á rồi có mình mới quay cái cá đó. Để bác Hai coi cái chỗ nào đặng mình dồn mấy cái thang lại đó, quay lên nữa. Giờ nằm ở đống nhà thằng cháu con nó leo nấu cơm nước ăn rồi con dâu nó giặt quần giặt áo cho con uống ngủ ghê vậy, chứ còn không có bằng gì được đâu. Chỉ tám mấy ăn. Tuổi 84 tuổi là họ rồi còn gì nữa ông ơi. Đem qua đây nè anh hai. Anh hai kéo cái bếp ra sau lưng lên đi nấu cho chắc chưa chắc nó hầm dữ lắm hả cậu Chính? Hầm lắm mà nhờ ở đây cũng cây cũng đỡ nhà xung quanh á. Chứ mà không có cây này chắc cậu cũng chịu cũng không nổi luôn á. Ở về đây á thì ít có ở đây. Ra em út điện ra về đây ở trong á có nhà nó trong nhà Dũng con tính qua trong á. Rồi nó đem gì đóng vợ nó thì con nó lớn trân bằng đi bằng Bình Dương mấy năm nay 7-8 năm nay giờ vừa cất được cái nhà. Cất nhà rồi đem gì đóng nhà đúc. Rồi ở ngoài này sợ tôi lọt giò té gãy giò chết đi nó mới đem về ngoài này đặng mà đem chẳng gì đâu có nuôi cơm nước rồi, rồi khách khứa này kia nọ về đây thăm chơi chứ đám giỗ rồi về đây cúng rồi về đẫm cho nó không cho ở ngoài này ăn chút xíu à mỗi lần ăn ba chén cơm bây giờ ăn một chén cái nó hơi mệt rồi đó mệt rồi thở không có nổi thôi. Còn giờ mình giảm lại mình ăn nhiều giác cậu không như mình ăn hai ba giác ăn không ăn được không sáng ăn một bữa rồi chịu ăn bữa nữa thôi vậy. Con có đem cây dao xuống tính cái lò còn đốt được ông Chính chỉ con đập lại thấy cái lò sao hết than hết gì hết trơn nói vậy chứ mày để vô mấy tao không rè cái cục đá quay rồi với đồ đạp tao bước rằng Dũng nó chở tao giờ này nè thằng tao rèn ba cái đồ mà nhẹ nhẹ đó tôi đàn giao bú rồi làm sống kiếm tiền trại tiền thuốc rồi nó nói tôi lú với nụ dông không đừng làm với nó mà không nha rồi dẹp đổ hết trơn ông Chính không có truyền lại cho ai thôi truyền cho lại cho con đi mai mốt con xuống thì tao nói mày xuống đi tao chỉ cho mày làm tao ngồi tao chỉ cho mày làm dạ để như vậy chút xuống chút xíu nữa con có đem cái dao xuống ông Chính chỉ cho con đập ông Chính tôi chỉ cho làm chứ gì mà có đã mày ra đem bỏ rồi. Tao kêu đem đó mày gì đập cho tao đừng có mày đồ đâu mà tao xài kiếm tiền trà rồi nó không có được không có cho bận gì nữa. Bác Hai nãy giờ nhúm than cũng cháy à chắc quay hơi nặng phải không bác Hai tại vì khô nhớt đồ hết rồi ông Chính lâu quá không có làm lại á. Mấy cái này là cục đe dao bụi đóng hết trơn rồi mẹ ra sao đây mẹ tét trên mặt trăng vậy cha cha giờ nè chỉ cho vô lửa sâu lúc này nè nghe không vô lửa vô sâu lúc này cho nó đỏ khúc này em rồi lấy cái búa đập trong này đập dài dài ra dạ cái búa trong cái thùng à dạ đợi vợ rồi nước cái ngoài này lại khỏi đập ha ông Chính đỏ, cũng đập mà đập nhẹ nhẹ còn cái chỗ này nè nước đỏ trong này nè dạ chỗ đỏ nhiều khúc này đập kéo ra cái đập đây. Kéo ra nó bằng à cái dao để dành cái sâu lắm bây giờ mình mua để dành đem đi trải nghiệm chặt như mấy cây để mình cắm làm trại rồi đó sao cái này nó giòn hay sao bị gãy sao giòn. Lỗ bự dữ ông Chính cái đó là chắc nó bị già quá hả ra cậu hết sức rồi mới mua luôn chừng 10 ngày là bị bởi dao bác mua đem về bữa nay con xuống con thăm ông Chính là ông Chính dạy con làm cái dao này đợt sau con xuống thăm là ông Chính dạy con món khác nha rồi chừng nào là
vài lần là con ra nghề luôn. Nó dễ ợt chứ gì, vô chỉ vậy đó đập, rồi cái đó nó sắt vun lửa nó mềm, cái đập nó đàn đàn ra, vợ lấy cái búa à, vô vợ lấy cái búa. Dạ, để chút con lấy. Đạn nó ra trơn à. Đây là phía bên hông nhà của ông Chính, có cái phần trống, có cái cây, cây này cây gừa. Ông Chính ơi, ông Chính, ông Chính ơi, cây này cây gừa phải không ông Chính? Dạ, cây sợp. Bởi vì hai cái cây này nó rất là giống nhau, có nhà mình khó phân biệt dữ lắm. Hết sức bự luôn, nhìn cái gốc à. Mà có hình nữa nè. Mình đi ăn hết xong để mình bằng cá. Quá wow. Hết sức hàng cá lóc bự. Đâu hên bữa nay đi xuống có cá lóc đồng mà bự vậy. Này mình rửa con cá. Coi chừng nó còn sống đó nghe anh hai. Sông này sông lớn lắm đó, nó lặn một hơi cái là coi. Nhìn con cá cả nhà, xong nè. Công nhận cái bụng nó trắng à. Ngon, hết sức con cá. Chào cả nhà. Đến muộn cả nhà ơi, bây giờ mình xuống đây mình hái lá sợp này đặng chút ăn cái lóc nướng chui. Lá sợp này ăn cá nướng chui rất ngon nha cả nhà ơi. Cháu mình chưa có ăn lần nào hả? Dạ chưa. Nghe bác Năm nói con mới biết luôn á, lần đầu luôn á. Ôi ôi, lá sợp này ăn cái lóc nướng chui ngon. Nó có cái vị gì bác Năm? Nó cái vị nó hơi chát chát, nó bùi bùi. Dạ. Ăn nó rất ngon, nhưng mà ăn bánh xèo nó cũng tuyệt luôn. Hết sức cái cây này nó bự bác Năm. Cây này nếu mà tính ra cái tuổi nó cũng dám có tương đương với tuổi của bác Năm đó. Cây này là lâu là... lâu dữ rồi bác Năm, cũng gần 60 năm rồi, năm mấy năm rồi. Hồi lúc mà bác Năm khoảng 11 12 tuổi có đi ngang đây thì lúc đó là nó bự bự hơn bắp đùi bác Năm rồi. Dạ. Bự hơn bắp đùi nhiều luôn. Thì tính ra cái tuổi nó cũng tương đương tuổi bác Năm à. Thì do cái cây cũng lớn lâu năm rồi đó, thì bên đây cũng có cái miếu để thờ nữa. Nói ngay cái cây này thì nó cũng có chút tâm linh ngang cả nhà. Gì? Có luôn hả bác Năm? Có chút tâm linh luôn, cũng linh nghiệm lắm. Nếu mà đến đây mà cũng như mình không có cái tư cách tôn trọng, rồi mình có những cái lời lẽ này kia nó không đúng đó, là có thể bị đó. Dạ. Có bị người ta quở phạt mình đó. Dạ. Cũng như các vị bức mặt bức mài, nhưng mà mình không biết vị chi, không biết là ai, thì chỉ biết là có tâm linh vậy thôi. Quá cao lúc trên luôn. Nhưng mà ở dưới gì nè, hái lá mình ăn này kia rồi thì bình thường, nhưng mà không ai dám leo trèo trên đó chứ. Dạ. Hồi nào giờ không ai dám trèo lên trên thân cây chứ. Thì sớm mình tính làm cái dao, nhưng mà bác Hai nó để bác Hai làm. Nãy giờ cũng đỏ rồi đó. Cho nó đỏ thiệt là đỏ mới được. Lúc trước bác Hai có làm không bác Hai? Bác an tâm làm. Dạ, rồi bác Hai lợi nhìn cũng biết sương sương á. Tại cái lỗ nữa mẻ quá bự. Quá mẻ quá sâu rồi. Quá sâu. Muốn ra nó cũng đập mấy lần vậy, chui mấy lần vậy mới được mới ra nổi. Ra ra chỗ đó mỏng luôn. Đó, đó. Ồ, anh hai ơi. Lát. Làm được anh. Cái cho rút cho lại. Đó, ra đó. Ê, đây, con mẻ cái mẻ đó. Mẻ ừ.
này giấc này đủ đồ nóng là gì quá trên đó đó. Đốt thêm đi nè hay. Giờ tới bắt năm rồi. Kéo gà. Lật cái bài cho tôi đập. Bắt năm quay quanh đây, bắt năm quay quanh đây. Kêu đập bên không được. Vẫn còn cái lỗ ha. Rồi đốt nữa đi. Giờ cái dao cũng hoàn thành nè. Mình chỉ còn chui lên cái nữa là xong. Mình về nhà mình máy mài. Cái đồ máy mài của ông Chính, ông cắt à, không có đem ra. Cái này thợ rèn bắt đắc dĩ nha cả nhà. Rèn không chim. Đụng đâu làm đó ha, chú Năm. Nhưng mà làm cái cuộc không thua ông thợ chánh. Thì tại vì giờ ông thợ chánh ông làm không nổi nữa. Mình làm nổi thì mình hơn ổng rồi. Cái nước là mình chui nè, giai đoạn là họ nhúng xuống nước. Ui. Ui, nóng dữ vậy. Ồ, dở lên cái nó khô, liền nó nóng đúng độ. Quá trời nóng mức độ dữ vậy. Rồi thì về nhà mình xài sao thì không biết. Rồi từ từ. Cây dao này ăn nhiêu tiền hả? Thôi bây giờ tôi giúp cho rất là quê miễn phí. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn chú Năm nhiều. Rồi cái lóc mình đâu? Giờ là mình tao phần nướng chui cá lóc lại. Nướng cá lóc. Mới là nóng rồi cả nhà ơi, giờ tao vừa rồi nó nóng một cái sợ luôn. Quá trời. Mà nhẹ thôi anh ha. Mà để tắm đổi với ấy vô luôn đi. Năm ơi. Bữa thì cá lóc mình nướng cũng xong rồi đó. Mình lấy than xong phải không? Giờ ở đâu mình hấp. Hấp luôn đi. Cháy luôn mà. Do xác mé lậu á, hồi hộp cả nhà cũng thông cảm á. Nãy giờ nướng con cá lóc xong rồi sức mồ hôi hả bác hai? Năm mà xào đi. Con đi ăn cá lóc vô. Đây đây, anh đứng trong đó đi. Hả? Chuyền vô chuyền vô. Hấp với rau đắng biển bác Nam ơi. Rồi để cá vô đi vàng rồi. Cá rồi. Rồi bắt đầu con rửa cái gỗ nó bắt đầu vớt. Rửa nước này nè. Rửa vớt rau rau này ra. Có đổ trên kìa. À, cá sằng ngon ghê. Cá đồng nó bắt hai, bắt năm. Cá đồng là thịt nó cứng. Để bắt năm. Con này con phân biệt cũng không có gành, có bắt hai nãy là bắt hai nói là chắc ăn đó. Chính xác là cá đồng. Có cái đồng có cái đuôi đặt ở dưới. Đồ đũa dạ. Lấy đũa gấp chở giùm tiếp kìa. Nè là cái đầu lên, cái đầu đứng lên. Nước mắm đường một ngó. Thật như không phải cá đồng anh. Cá đồng. Cái đồng là nó có đốm đen. Có cái dãy hồi nãy mình hồi nãy cái dãy mình cạo rồi mình đánh dãy rồi mà. Có. Hồi nãy có không? Có. Ờ nếu có đốm đốm nhiều mè hay nó nhăm nhóc theo mé này nè. Là cá đồng, còn cá nuôi hoàn toàn không có. Dưới con cá nó bắt nằm thấy nó cứng ngắc không? Ừ. Anh Nam ơi, cá bữa nay nó ú giống anh quá. Giống tôi ha. Giống anh. Vậy bữa nay kể như người ta cắt tôi bữa đi. Rồi. Đậy nắp luôn nha, cho cá chín. Ui. Chín chưa bắt ha. Chưa đâu, lát nữa đi chút nữa đi. Sợ nó còn nín ở trong dạ. cái xương á. Nó ngồi quay sức về cuộc thôi. Thường ngày có ông Chính bỏ lâu rồi, khô nhớt khô gì hết. Sức việc rồi. Dạ, đó phải có cái bô ly. Mua cộng dây cu go nữa. Là gì đó, bô ly của ông là gì đó. Chạy hết. Cú buồn nó sâu gì đâu mà. Rồi, để vô đi chú bắt chặt cái nắp rồi. Ba trời rồi, thôi, rau đắng vô nhà. Để đều vô. Bữa nay là cá lóc hấp rau đắng.
đổ hết vô bánh gà, đổ hết đi rồi mình bánh đều đó. Nấu đắng nấu canh. Rồi, vậy là cái đêm năm ơi. Ok. Mồi chưa chín mà bác hai tính làm câu nữa đó bác Năm. Thằng tàu nữa không? Nó thơm. Qua cái chỗ này cả nhà thông cảm. Rồi xuống cái bếp chín bữa nay nói chung mình không dám vô, cây cũng yếu hết trơn rồi. Cái sàn nước á, sợ mình vô chổng làm mà nửa chừng gãy cây á. Miếng tiêu vô luôn. Tiêu luôn. Để tiêu cho ngọt mà để hành cho thơm. Lộ hay sao ngộ như chú Năm. Để tiêu cho ngọt để hành cho thơm. Thì đúng rồi. Nếu mà cái nồi nước mà mình niêm hoài mà không thấy ngọt ha, mình múc miếng tiêu mình để vô ha một lát rồi là niêm lại nó ngọt liền. Ngọt liền hả? Ừ, nó ngộ gì đó. À, để tiêu cho cay không? Về chắc cũng nhắc được xuống được chứ bác Năm. Được rồi. Chứ hồi là ba cái rau đắng nó rau đắng nó chín rụt quá ăn không ngon mà lại nó đắng nữa. Rồi giờ xong món thứ hai cả nhà ơi. Rồi. Múc rau vô chín rồi. Tới giờ nãy rồi cả nhà ơi. Nó lên bước hai rồi. Được rồi, chú Năm. Cái một đầy tô luôn rồi. Làm sao ém thêm cút nữa được không anh? Được. Chích bánh đi. Rồi, tao tiêu vô luôn. Hấp dẫn quá. Cái này mình gói bánh tráng thì còn gì bằng. Bánh tráng mình gói luôn đó. Cá lóc cũng gói luôn. Bánh tráng luôn. Cha mình là chuẩn bị gạo sống. Cá lóc nướng chui mà gói bánh tráng với đậu sọp nè. Với lá cách nữa. Mắm mè. Ngon quá, ngon luôn. À, cả nhà ơi. Thì bữa nay trong cái nhóm các bạn quê vô thăm chú Chính. Rồi cũng có làm một hai món để là dùng bữa cơm với chú Chính nha cả nhà. Tổng nghệ sinh Năm đi tới đâu cầm cái quạt theo tới đó. Đây, vậy ra cả nhà ơi. À. Ê, mâm mè. Có mấy người lớn con này vậy đó. Có gì tôi nhá, có gì. Mình chén ra. Rồi, con mời ông Chính lên Hương Chính ơi. Ôi, mời chú Chính qua chút. Con cái ghế nào chuẩn bị cho cậu Chính không ngồi qua để không ngồi. Có đây, ngồi đó. Thiếu gì ghế nè. Cả nhà ơi, thì mà mình cũng đi chợ rồi ghé thăm là cậu Chính. À, bữa nay xuống thì tụi con cũng có mua hai cá lóc, một con thì mình nướng chui, còn một con thì mình cái này là hấp rau đắng trời. Đó, vậy là con mời cậu, mời mấy anh cùng dùng. Mấy thở lâu lâu mấy em xuống mấy đây... cháu xuống. Con ấy bánh tráng cho cậu. Ấy bánh tráng. Nghĩa là cũng mừng lắm chứ còn không biết làm sao mà đi đứng tới tụi con cháu được ở đây bây giờ yếu quá già rồi. Rồi năm 82 83 còn cứng cáp năm nay 84 cái nó rượu từng rượu từng rượu. Nói vậy cậu ơi, già khỏe này nó phải si chú ơi, nó cạn hoài chút vậy đó. Có dầm cho ông Chính miếng cái con. Bây giờ con cháu có dùng đi. Bác không dùng ngồi đây cũng như là dài rồi. Nhưng mà bác phải dùng cuốn cho bác. Có bún á cha. Ờ bún. Coi bánh tráng. Ồ cái cũng ngon á. Okay. Chính cái này chính mất không? Cũng rồi. Quá đã rồi. Quá đã. Những bữa này khéo quá, khéo. Quá ngon. Cá nướng bằng than lò gà. Chắc ngọt lắm. Đâu mày nè, mày gói cho con ăn. Cầu có cá làm chứ không ăn. Mày đừng có bỏ miếng vào chút cá đâu đâu đó tao. Không có. Không lỡ giờ. Giờ cá giờ ăn vô con ấy liền đó nghe cháu. Đừng có để ra đó vô trong. Miếng một rồi. Nhớ còn sao còn. Giờ nó còn tiếp nữa. Cá hấp đậu bầu với lương hấp chả
có đào chịu nhậu đâu. Đợt đó như ông Chính còn khỏe rồi đó, ăn ngon, ăn cơm ngon hết sức ngon em Chính. Cỡ đó còn ăn ngon. Dạ. Nhậu được mà ông đi ông nhậu người ta ông nhậu dai vậy. Dạ. Cỡ này tao nghĩ nhậu cắt cho làm hai ông. Dạ, ông Chính không có dùng rượu, ông Chính dùng trà để cũng ly với ba với bác Nam với bác Hai. Rồi bây giờ chú nào vui lên rồi. Cũng ly luôn cái coi. Nè, đây có ly vô. Có hai cả. Thì cùng với chú. Đụng với ông Chính. Mời có cháu của ông Chính. Tao ông bác luôn mày. Anh nào. Anh là nói chung bác cũng giống như anh Trung á, bệnh giống như anh Trung. Thôi nhưng mà chú mày để xuống đặng có. Dạ. Cầm ly vô với ta chứ rồi. Dạ được ông Chính dùng trước anh chú ngồi sao. Dạ có ông Chính dùng. Để cha thử coi cái này mình thắp cái này nó có nhãn gì không? Dưới đây cũng kêu bằng anh. Đây là đâu đắng biển. Không có ai mà kêu anh chú bác không à? Ở đây kêu bác không? Không có bác chú chứ có ai đâu. Cái món này mới à. Thấy được không chú Năm? Được. Ai kêu ai? Kêu ai kêu bằng anh mà cả nhà. Có chú Chính. Đúng rồi. Quá em. Đâu có nhẫn gì nhiều đâu. Vậy là ok. Rau đắng. Đây em. Dạ, rau biển hả? Dạ. Nước chén rồi hay gì? Của con mỗi lần nó cũng bự bự với ai? Chén. Ôi để tay. Không, cháu không bước vô ai quay nãy giờ. Đây đó bạn. Cả nhà. Cả Lâm khách cho bạn. Chính dụng chính. Rồi. Rồi chưa cháu làm xong nhiệm vụ đi. Ngồi xuống. Dạ con thì chưa có gọi ông Chính. Ông Chính cứ dùng tự nhiên đi. Con vô sao chút con làm mạnh lắm. Con còn trẻ mà. Chính dùng đi. Mai mốt nó làm trẻ. Mời cả nhà. Im quá chú Năm. Gói cho ổng nè. Im quá anh hai. Rồi. Tay nó không khéo mấy có quá to. Tay không khéo hả? Quá to bự. Cháu ăn đi. Anh dùng tự nhiên đi anh. Ừ, tự nhiên đi. Cháu tên gì? Tên là Tình hay không? Cái cây sạp bên bệnh là bao nhiêu năm mà 29? Tính ra cũng có 100 năm mà. Dạ không dám ai đó. Có 100 năm mà ngày tôi về đây ở Hòa Hảo về đây 1156. Dạ. Mà cây sập này nó bằng cây xài tôi á. Rồi hỏi với các bạn cây xài bao nhiêu năm? Nó cũng khoảng gần 2-3 năm rồi. Dạ. Còn tôi về đây tới giờ đó là năm nay là tôi 84 tuổi rồi đó. Hồi tôi về đây 18 tuổi. 7 mấy năm trên trời. Cả 100 năm rồi. Gần 100 năm cũng gần vì năm. Trước là cái như trong Chính trong nước có cái sự tích gì không ông Chính? Không có sự tích gì đâu á. Dạ. Hồi đó ở trong này có cái miễu kêu miễu thợ ông mù á. Dạ. Chay trong này nè, rồi tay nó đốt phá đập tan nát trên rồi rồi gì không có gì đâu, không có miễu môn, không có gì hết. Rồi cái bà chủ ở đây đó, bà thấy vậy bà mới làm cái ly hương bà để bà thợ nghe không, bà thợ rồi bà mua, bà xin cây sập đem vô bà trồng. Rồi cây sập đó lớn lên đó, rồi thằng con bà, con út quá Mỹ là lên sát tướng mà cho số lui đó. Cái rồi dân chúng mà trúng nhiều quá nó cất cho bà cái am cái miễu bự, rồi nó thợ luôn. Nó tới bây giờ cây sập nó tới năm nay đó, cây sập đó theo đúng mà tính ra có 100 năm rồi. Rồi tới bây giờ đó, rồi giờ đó là bà chết rồi, miễu môn giờ không ai thờ rồi. Cất cái biểu rằng mà thờ đốt nhang được mà bên tông chi cũng không ai thờ, cũng cất để đó vậy chứ có ai ít đốt nhang. Để người ta nói chuyện. Là trèo lên không được hả anh Tình? Dạ không có được. Dạ. Được. Cây trèo lên nó trèo lên me nhánh chặt nhánh chụm quậy gì vậy? Dạ. Me nhỏ nhỏ là được ha. Trên me nhỏ lớn gì chặt hết trơn. Thằng con của bà chú đất nè. Nó chặt còn cái cọng không á. Từ đó giờ nó lên chồi nó trên lên nó là đâm chồi không á.
chậu thuốc lên không mà mới lớn vậy đó. Là chắc con nghĩ chắc người lạ thì lên thì nguy hiểm, nhưng mà như chỗ biết thì chắc là không sao. Dạ. Chứ nó trong chung nhà nó chặt đổ lõi rồi còn có gốc không á. Bây giờ cái cây đó hiện bây giờ nhánh không à. Còn cái cây bự nó nằm xuôi vậy đó. Là trong nó bọng lỏng rồi ngoài này nó buông hai cái rễ xuống đó. Nhưng mà lớn nó cái này chú. Như lời đó chắc nó bậy nó bạ là không được rồi. Là có lỗi mà chú. Ba thằng bạn Minh Vì á nó xin số. Nó viết số đàng hoàng để cho miễu đó. Đang bánh mì cúng đàng hoàng sáng thằng Lợi lấy số coi lật tấm giấy lên thì ba cái ông già ngồi râu tới ngực con quảng hồn bỏ không dám lại nữa đó. Dạ, hồi xưa ông Chính cũng là rất là đam mê tài tử hồi xưa. Mấy chục kilo. Ông Chính ơi, hồi xưa ông Chính thích nhất là cái bài diễn Chính. Trời ơi, giờ quên đơn cháu ơi. Thế mày lại mày coi hình mày coi kỹ hình đâu mà còn nhỏ rồi. Trời ơi, chảy tém mày thấy đẹp trai lắm chứ mày bây giờ. Mà ý hỏi là ông Chính thích nhất cái bài gì, nói cái tựa thôi coi thử bác năm hay là bác hai có thể ca. Cô chú á. Ca lại cái bài bản gì vậy đó. Bản rắn hay bản gì mà đó, nếu nói lúc ông Chính chắc mấy còn bản còn xưa thiệt nhưng mà trẻ chứ phải như bây giờ như tình anh mắng chiếu rồi đó. Không có hồi đó không có vô đó hồi đó là vô mà ca đầu tiên nhất là các bạn Xuân Tình đó. Xuân Tình là người miếu qua giọng cổ rồi hay là năm ai là mà gì giờ quên hết trơn hết rồi lý đầu tiên rồi. Thấy bây giờ đó cậu Chính nói vậy gợi ý anh đó, bây giờ đầu tiên thì anh ca Xuân Tình ơi. Xuân Tình đó giờ chưa có ca đó, đó. Chưa ca luôn đó hả? Anh đi đoàn hát mà 3 năm 6 7 7 7 mà. Không có ca cậu mà. Ông chơi mấy cái bản đó mình đâu lên sân khấu mình hát ba đâu hát ba vụ đó đâu. Mình cổ cái như kèm ca sẽ lắm mà. Rồi vậy thôi vậy anh làm ca hai câu giọng cổ thôi. Quốc bài chiếu Cà Mau đi không. Dạ. Đi Bắc Hải. Bây giờ ca người điên yêu trăng. Rồi, cho chàng hốt la cho nó khai luôn. Trăng ơi, ơi, bao đêm rồi ta nhớ dần trăng. Sương khuya mờ rơi đồng trên cành liễu đợi chờ. Dạ, em tiếng quá. Tại sao ta ngồi đây suốt một đêm tu bốn bề vắng lạnh mà dần chẳng khuya vẫn còn phước giang giữa đêm sao quả quả mùi ta chờ đợi dần trăng đình bốc dưới chân cầu để mắt một mảnh hồn chi dài những đợi hoài mà có thấy chăng đâu ta cất giọng cười mà lã trả dòng trâu nước mắt tuôn rơi hòa lẫn nỗi thương sầu ta tưởng chừng vừa nhấp cạn chén men cay để hồn nặng hoài rồi nữa say nữa tình hay quá. Chào, cái tiếng còn êm quá. Mùi quá. Bác Năm có làm khúc nào đó không bác Năm? Không, bác Năm bữa nay bác Năm hơi mệt. Dạ. Đi đám cưới 2 ngày liền lạc cái mệt quá. Đừng làm thêm một câu nữa cho ông Chính sẵn, Chính không nhớ lại ký ức hồi xưa mấy bài cổ của chơi 2 ngày đó mệt quá thôi. Dạ. Thông cảm cho tôi cả nhà ơi. Thì sớm giờ mình dùng rồi ông Chính cũng ngưng rồi, không dùng nữa, qua bên bạn bển ông Chính ngồi uống nước trà. Thì sớm giờ có bác là con của ông Chính mới ra. Dạ, mới ra sao do bác bạn đi công việc á, rồi ra sao. Thì sớm giờ cũng dùng vài ly với bác Năm, với cha, với bác Hai. Bây giờ bác muốn gửi lại một câu giọng cổ. Đúng rồi. Như để lại cái dấu ấn gì cho góc làng quê. Tình đồng quê nha. Dạ. Rồi giờ bác tiếp tục chưa? Dạ. Tiếp tục, nói tiếp tục. Bác giờ bác hát một câu mà cái bài gì? Chiếc áo bà ba. Dạ. Rồi bây giờ mình vỗ tay coi cho ấy chung hai. Chuyện nào rồi nói. Rồi đó, tự nhiên đó. Anh về đây ngỡ ngàng bên lối nhỏ bao năm trời kỷ niệm dần sánh tươi.
chiếc áo bà trên vừa ngày vui, áo đà thanh đánh tay đồi mình. Thời gian trở đi dù ngột ngột suối trăm miền giữ lạ kỷ niệm trao nhau chưa kịp làm hôn lê cánh qua chưa ngỡ ngàng bên sát bao giặc đổ dưa tình yêu làm tắt nghẹn tiếng em cười qua ánh mắt tình yêu chăm ý nhìn lời anh ở em đi không hẹn ngày trở lại khi bao đô rượu hồng em mặc áo ba ngày thu ấy cờ đỏ quốc quân hành cây mâm tròn tình yêu ga khang chiên tạo ba còn phơ phất giữa hồn anh vừa bồi hành quân dần chân trời sáng to. À, cái giọng hát này chắc ông hai ông chính truyền lại cho bác phải không bác? Không mà chung người ca thì không có đờn ca không hay hơn mà như có thì nó hay. Dạ. Vậy dạ, để dịp nào ông, chú Minh hen. Dạ. Anh em cũng gắn bó ở đây để mà tiếp tục thăm viếng già ông già. Dạ. Cho nên tôi cũng cảm ơn các anh em chân. Dạ. Dạ. Dạ ông cũng cảm ơn chú đã tặng một cái câu giọng cổ rất là ngọt ngào. Dạ. Đến với góc làng quê con thì hôm nào chỉ có dịp nào mà góc làng quê con có tổ chức cái gì á thì con cũng xin phép mời bác lên rồi. Dạ, sẽ có như một cái cây đó. Cái cây đờn cổ vậy đó. Đúng rồi, đúng bác rồi. Có thể tham gia không, có bạn nuôi đờn chú ca. Dạ. Dạ tham gia để bằng hồi xưa đâu mình lấy nói lại đờn mà từ câu đồ mình theo nó được chứ giờ dòng ok ai không ca không dốt lên. Dạ. Thử được ca được rồi. Mơ mốt là gì có gì con cho dạ, đâu, bác okay. Hai lên giao lưu với bác Năm bác Hai con được. Tại vì đây tự giờ uống rượu thôi vì lâu quá không ra. Vì ở trển là từng lễ cái nghỉ chủ nhật cái anh em góp lại chơi văn nghệ vợ chồng với lại bên hầu dẫn nhau rồi chơi hát ở đâu vẫn ở Đồng Nai mình đó. Rồi giờ chắc cũng chiều với lại video cũng khá dài, chắc mình cũng xin phép kết thúc đây. Rồi hẹn cả nhà video sau. Rồi chút xíu nữa mình sẽ dọn dẹp cái này xong rồi sẽ qua bên ông Chính sẽ dùng chè ly nước trà tâm sự với ông Chính chút xíu nữa rồi mình mới về. Bây giờ chào cả nhà luôn chơi. Chào cả nhà.